Thực ra là mình không có tin đâu. Vì mình cũng nghĩ là xưa nay ấy, thì thật sự là chị chia sẻ thật tâm sự của chị ấy, là ví dụ người ta bảo vào các cái bệnh viện lớn ấy, nó có tiếng tăm ấy, thì mình yên tâm hơn. Còn ví dụ như cái cảm giác ban đầu mình cứ suy nghĩ là các phòng khám ấy có thể là nó sẽ không tốt bằng những cái bệnh viện lớn mà nó có tên tuổi ấy, thì chị cũng không yên tâm đâu. Nhưng mà sau một đợt, có nghĩa là chị ra này thăm khám và tư vấn và làm đợt một ấy, thì chị cảm thấy là yên tâm và có thể là thấy là nó bớt nhức mỏi hơn. Nên là lần này là chị đi điều trị lần thứ hai. Ở chân của chị bị về tầm 4-5 năm nay rồi đấy em. Thì nó có cái hiện tượng gân gân xanh xanh và đỏ đỏ đấy. Và đêm nằm thì có vẻ là nó nhức. Chị thấy máy móc ở đây chắc là nay chị mới gặp hàng đầu. Vì lúc trước chị điều trị nám ngày trước, cách đây khoảng tầm 5 năm về trước ấy, chị xong Sài Gòn ấy, chị cũng có điều trị về laser, về bên bắn nám ấy. Thì chị thấy là lúc đấy điều trị là nó kiểu như cái dạng như mình ngã xe, nó xước xước ấy. Và để một thời gian thì nó với bong với lành được. Nhưng mà bên đây điều trị lại không để lại một cái vết gì là sẹo hay xước hay như thế nào cả. Không tổn thương ra. Thì chị cảm thấy là nó rất là hài lòng. Mà nhất là cái thời tiết thay đổi ấy, thì nó là rất là khó chịu. Mà chị cũng đã đi mấy lần các bệnh viện rồi. Ví dụ như Bạch Mai 108 chị uống thuốc ấy, thì thật sự là nó cũng bớt. Nhưng mà bớt một thời gian sau nó lại bị lại. Nên là thời gian vừa rồi chị có nghe ở trên Face mình ấy giới thiệu về phòng khám của bên mình. Chị cũng qua tư vấn nhờ các bác sĩ tư vấn. Rồi chị quyết định chị làm. Công việc của chị thì chị thường xuyên đi lại. Và nói chung mỗi lần mình đi, nếu mà mình đi nhiều ấy, hoặc là mỗi lần leo lên cầu thang, leo lên leo xuống ấy, nó rất là khó chịu. Và cảm giác là nó nhức, nó mỏi. Thậm chí là ví dụ như trời chơi ấy, là về nó đau, nó nhức ấy. Sau khi chị điều trị như hôm nay ấy, thì chị cảm thấy là hài lòng đấy. Nó không còn đau rát. Cũng lâu lâu với một cái tia gọi như là nó chỉ hơi rát rát một chút thôi. Đó thì chị cũng không còn cảm giác sợ giống như lần đầu. Chị sẽ tiếp tục điều trị sang bên nám, bên mặt ấy. Nay đến đây thì em biết là tình trạng của chị cũng là một tình trạng khá là tiêu biểu đối với các chị em phụ nữ sau sinh, cũng như là công việc phải đứng lâu ngồi nhiều chị ạ. Và có rất là nhiều chị em đang gặp phải tình trạng như chị, nhưng lại không dám mạnh dạn đi điều trị ở những cơ sở như bên em. Thì để mà có một lời chia sẻ cũng như là lan tỏa đến các chị em cái phương pháp điều trị này, thì chị có nhắn nhủ điều gì chị có thể chia sẻ cho ống kính của bên em được không ạ? Thì có nghĩa là chị cũng, mọi người thì cũng giống như chị thôi. Thì bước ban đầu, nói chung là cái tình trạng này á, chị em phụ nữ thì gặp phải tầm 70-80%, chứ không phải riêng chi mình chị. Có cái là nó nặng hay là nó nhẹ thôi. Ví dụ như tình trạng của chị thì nó vào cái mức độ là 4-5 năm nay nó cũng là tương đối rồi. Cũng không phải là nhẹ lắm mà cũng chưa phải là nặng. Nhưng mà đi điều trị sớm thì chị thấy như một lần trước và lần này là lần thứ hai, là liệu trình thứ hai chị đang điều trị. Chị cảm thấy là rất là ok rồi, là tin tưởng rồi. Nên là cũng mong là nếu mà chị em mà gặp tình trạng giống chị thì mình đã điều trị sớm thì nó sẽ tốt hơn. Chị cảm thấy là cái sự nhiệt tình là đầu tiên. Nhiệt tình giữa các nhân viên bác sĩ là rất là nhiệt tình. Và cái thứ hai là mình có thể chia sẻ những cái gì mình nỗi sợ của mình, hay là về những cái gì mình đang gặp phải. Đó thì các bác sĩ và nhân viên bên phòng khám thì rất là nhiệt tình, chu đáo và giải thích, và nói chung là để cho mình tự tin để mình làm ấy, thì chị cảm thấy hài lòng.